Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Hôm nay Hoàng Sơn tiếp tục giới thiệu với cả nhà mình một dòng máy mới của Amron trong 2020. Đây là một trong những dòng máy đo huyết áp phổ thông rẻ tiền, nhưng mà nó lại có thêm một chức năng khá là hay. Đây là dòng máy HEM7120 hãng Amron của Nhật, nhưng mà cái mẫu này thì lắp ráp tại Việt Nam nha. Giá bán lẻ trên hộp là 910.000. So với cái dòng máy rẻ tiền nhất của Amron á thì nó mắc hơn 30.000, bù lại thì nó có thêm một chức năng đó là tim đập không đều. Chút xíu nữa thì Hoàng Sơn sẽ giới thiệu thêm về chức năng này để chúng ta có thêm nhiều cái chức năng để kiểm tra tốt về cái bệnh tim mạch của mình hơn ha. Đây là máy đo huyết áp ha, nó rất là đơn giản, chỉ có một nút đo và tắt thôi. Ở trên là huyết áp tâm thu khi tim thu nhỏ lại, con số giữa là huyết áp tâm trương khi tim mình to ra, và con số dưới cùng đó là nhịp tim 70 lần nhịp đập trên phút nè, ví dụ vậy, để mình tham khảo về tim. Và ngoài ra nó còn có thêm hai chức năng nữa, tại vì mỗi máy đo huyết áp á, nó của hãng Amron thì nó có những chức năng cơ bản như vậy, nhưng mà máy càng mắc thì nó lại có thêm nhiều chức năng hỗ trợ, ví dụ giống như tự động khi đo nè, tim đập không đều. Còn những cái dòng máy mắc tiền hơn á, thì có thể là nó có bộ nhớ để có thể mình xem lại, hoặc là nó có thêm ngày giờ. Và bên cạnh đó có một số dòng máy á, nó còn có dòng khuôn tạo sẵn, hoặc là dòng máy cao cấp hiện giờ á, thì nó có thêm cảnh báo rung tâm nhĩ, thì để cảnh báo đột quỵ á, thì bà con mình có thể tham khảo thêm những video khác ha. Cái hiện giờ mẫu Amron bảo hành 5 năm cho tất cả các sản phẩm về máy đo huyết áp. Rồi bây giờ chúng ta cùng khui ra để xem nha. Máy đo này thì nó rất là đơn giản ha, chỉ có một nút đo thôi, một nút đo và tắt rất là dễ dàng cho người sử dụng. Đi thông máy nè, chúng ta sẽ có một cái máy đo huyết áp nè, rồi một cái vòng quấn, bên trong thì có hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành ha, hành chính hãng của Amron 5 năm. Rồi hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình thử dòng máy này nha. Cái máy này thì nó rất là dễ xài, chúng ta chỉ bỏ 4 viên pin vào thôi. Thì trong tất cả các video á, Hoàng Sơn giới thiệu về máy á, luôn nhắc cả nhà mình để xài bền á, là mình chú ý về pin. Cái máy này thường nó hư là chỉ có chảy pin hư máy đó. Tất cả những dòng máy thiết bị y tế thì thường á, người ta bảo hành 5 năm, nhưng mà mình xài kỹ thì nó sẽ lâu hơn nữa. Nhưng mà nếu mà bị chảy pin á, thì cái giảm tuổi thọ đáng kể ha. Đó, thì ở đây mình có 4 viên pin, pin khô Alkaline, có thể hãng Panasonic Toshiba nếu có nhà mình mua thêm cũng được, và Energizer á. Nhưng mà chúng ta nên mua dòng pin tốt tốt. Còn nếu mà pin rẻ tiền á, mình xài xong thì mình nên lấy ra, tại nó chảy pin hư máy mình không hay. Bên trong nè, chúng ta sẽ có 4 viên pin ha, 2A. Rồi mình sẽ lắp vào thử với cả nhà mình luôn. Cái dòng máy này thì nó đơn giản, nó không có cài đặt ngày giờ và không có nhiều chức năng khác, thì chúng ta chỉ bỏ pin vào và chúng ta bấm nút đo thôi. Rồi bây giờ là cái vòng quấn. Đi theo máy thì chúng ta có một bộ pin này, pin lúc nãy là Hoàng Sơn để thử máy. Rồi cái vòng quấn này thì chúng ta có một cái cọng dây dài ha. Trên vòng quấn thì cũng có hình ảnh hướng dẫn luôn cách đeo vòng quấn nè. Rồi bây giờ mình xem sơ về máy nha. Phía trước máy thì chúng ta sẽ có màn hình, một nút nhấn Start Stop là chung một nút nhấn nha, mà chúng ta bấm ở giữa thì để cho cái về bấm lâu dài á, thì cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn, đừng bấm ở bên trên một bên dưới, lâu ngày nó sẽ mòn. Rồi ở phía bên đây thì chúng ta có một cái ghi là 6V DC, nhưng mà chúng ta không có nên mua những cái cục biến điện của các hãng nha, hoặc là hàng Trung Quốc á, không có nên cắm vào, tại vì mặc dù điện áp đủ nhưng mà có thể dòng nó khác thì nó sẽ làm giảm tuổi thọ và có thể hư máy. Thì cái trường hợp này Hoàng Sơn nhắc bà con mình rất là nhiều, tại vì cái hãng của Amron nó cũng khoảng tầm 200.000 đó đó. Nhưng mà nếu mà như chúng ta mua một bộ pin như thế này nè, pin tốt nha, tầm khoảng 50.000, thì chúng ta có thể đo được cả ngàn lần, tương đương với một năm đi, thì trong vòng 4 bộ pin như thế này chúng ta xài 4-5 năm đó, chỉ có tốn 200.000 tiền pin thôi. Chúng ta khỏi phải ngồi kế ổ điện. Trừ trường hợp như bác sĩ xài đó, thì mình ngồi kế ổ điện để mình đo nhiều bệnh nhân và tiết kiệm điện, chứ còn nếu mà gia đình xài thì cũng không cần lắm ha.
Tại vì nếu mà trường hợp mà con mình nói nếu mà pin hết đo sai số thì sao? Cái thẳng âm rong á, nếu mà pin hết nó sẽ báo cục pin hết giống như là trên cái điện thoại mình á, nên là mình không có lo về chuyện đó ha. Còn khi nào mà hết không đo được thì máy nó sẽ tắt luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm cái màu xanh này vào bên trái có cái chỗ cắm dây ha. Tại sao mà Hoàng Sơn nói là kênh của mình là sức khỏe 60 giây? Tức là đo huyết áp chúng ta sẽ cần 60 giây, đo thân nhiệt cần 60 giây và đo đường huyết cũng chưa tới 60 giây. Nhưng mà chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh mình rất là tốt và hiệu quả. Phòng bệnh lúc nào cũng tốt hơn chữa bệnh ha. Hiệu quả kinh tế và về sức khỏe nữa. Nên là bà con mình có thể tham khảo thêm những cái video về các dòng máy thiết bị y tế khác á. Máy massage, máy tiểu đường, máy trợ thính, máy đo đường huyết. Thì chúng ta xem thêm. Rồi khi đo thì trong một phút đó mình sẽ không có nói chuyện ha. Thường thì trên máy đo huyết áp hai loại, đó là đo cổ tay dòng nhỏ thì để dành công tác du lịch, nhưng mà nó sẽ rất là bất tiện, nó sẽ không có tốt bằng cái dòng bắp tay. Tại bắp tay là đo ngang tim, gần tim thì độ chính xác cao hơn. Nên là người lớn tuổi hoặc là gia đình thì mình nên xài loại bắp tay ha. Thì trong các video trước còn Sơn cũng hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn rồi. Hôm nay chúng ta thử sử dụng dòng máy rẻ tiền này ha, HEM7120. Rồi mình đo bên tay trái nè, quấn bên tay trái gần tim. Rồi cọng dây ha nằm ở giữa tay, cách cái hiểu tay mình nè 1-2 cm, mình quấn ngược trở lên. Nếu mà áo mỏng á, thì mình để luôn, còn áo dày thì mình nên bỏ ra hoặc là mặc áo không có tay ha. Rồi mình không cần giật mạnh đâu, vừa siết vừa đủ thôi chứ đừng có giật cứng quá. Tại vì khi bơm á, máy nó sẽ tự nó siết lại và nó xì ra nó mới ra kết quả ha. Rồi trước khi đo thì mình nên ngồi nghỉ 5-10 phút. Giả sử mình đang làm việc gì đó mình mệt, mình ngồi nghỉ 5-10 phút chứ mình đo vẫn ra kết quả nhưng mà nó sẽ không có nói lên được cái sức khỏe của mình lúc đó như thế nào ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thử máy nha. Chúng ta nhìn cái máy nè. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nút đo. Cả nhà mình thấy ha, khi đo thì cái máy nó sẽ tăng lên rất là cao rồi nó sẽ xì xuống nó ra kết quả. Cái tay mình thì để ngồi thoải mái giống như trên bàn làm việc. Rồi chúng ta đã ra kết quả nha. Cả nhà mình thấy nè, 116, 79 và 75. Thì trong cái bảng hướng dẫn sử dụng á, nó sẽ có một cái bảng để cho chúng ta tham khảo về huyết áp của mình. Báo ra nha, cho thoải mái. Hai lần nếu mà mình muốn đo liên tiếp á, mình nên cách nhau khoảng tầm 3 phút tháo ra để cho cái mạch máu mình nó hoạt động lại bình thường. Rồi hôm nay thì Hoàng Sơn chỉ giới thiệu về dòng máy thôi, còn cái chức năng đo như thế nào và phòng bệnh như thế nào thì chúng ta có những cái video khác rồi ha. Hoàng Sơn quên chia sẻ với cả nhà mình cái chỗ này nữa nè, hai chức năng còn lại đây nè. Giả sử mình tắt máy nha, không tắt thì 30 giây tự tắt. Rồi nếu mà trường hợp chúng ta nhìn thấy nè, bên đây đó, nếu mà hết pin thì nó sẽ báo pin hết như thế này. Cả nhà thấy ha, hết pin thì báo pin hết nè. Rồi ở trên đây là cử động khi đo và tim đập không đều, cả nhà mình thấy không đó, có hình con lật đật nè, trái tim rung là tim đập không đều, tim đập không đều ha. Còn cử động khi đo, nếu trường hợp mà mình đo mà ra kết quả, nãy mình thấy á, khi mà ra kết quả mà có thêm cả cái trường hợp nếu mà mình đo mà ra kết quả có thêm cái hình con lật đật á thì mình nên đo lại. Tức là kết quả đó khi mình đo mình nhúc nhích nè, mình nhúc nhích nó rung lắc sẽ dễ bị sai số thì mình nên đo lại. Và trường hợp thứ hai là tim đập không đều. Tim đập không đều là sao? Là khi giả sử nhịp tim mình là 60 lần đến 70 lần đập trên phút là bình thường ha. Nhưng mà trong lần đó mà nó báo
trái tim, ba trái tim chồng lên nhau. Mà giả sử 10 lần mình đo mà hết 5-7 lần, tức là tim mình có vấn đề gì đó, nó đập không đều, giống như xe máy nó không đều, thì mình nên đi kiểm tra sức khỏe mình thêm, kiểm tra sức khỏe tổng quát. Còn giả sử 10 lần mà nó hiện 1-2 lần thì chúng ta chỉ để ý chứ cũng không cần lo lắng, tại vì có thể là hôm đó mình mệt quá thì tim mình nó đập loạn nhịp một chút. Thì những dòng máy mắc tiền hơn á thì nó mới có chức năng tim đập không đều, nhưng mà Hoàng Sơn giới thiệu cái dòng máy cho cả nhà mình thì nó mắc hơn 30.000 so với cái dòng dòng rẻ tiền nhất thì nó lại có chức năng này đó. Còn những dòng khác thì có chức năng gì, giống như nãy Hoàng Sơn nói là về bệnh đột quỵ tai biến á, thì nguyên nhân của nó là vỡ mạch máu do huyết áp quá cao, vỡ mạch máu não, hoặc là do bị tắc nghẽn cục máu đông thì máu không nuôi lên não được, hoặc là huyết áp thấp máu không lên não được thì nó sẽ làm chết những cái neuron thần kinh á, thì nó sẽ làm tai biến đó. Thì bên đây chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta kiểm tra về huyết áp, cơ huyết áp mình có quá cao không, quá thấp hay không để chúng ta điều chỉnh đó. Và cái thứ hai là nhịp tim mình để tham khảo nó có quá nhanh và quá chậm hay không thì mình hỏi thêm ý kiến của bác sĩ ha. Và cái nữa là tim đập không đều, tại sao tim mình nó đập loạn nhịp. Còn về chức năng cao cấp nhất là rung tâm nhĩ, giống như máu về tim không đủ, tim đập quá nhanh đó, thì cái dòng mắc tiền nhất của ôm rong hiện giờ thì Hoàng Sơn có video đó rồi, nó không giá giá lắm, nó tầm trên 2 triệu hay mấy 3 triệu gì đó. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Còn thông tin về máy Hoàng Sơn để bên dưới ha, cả nhà mình có thể coi cái trong cái bình luận và cái mô tả của video, hoặc là có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bà con mình nhớ đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về sức khỏe nha, và những thiết bị hỗ trợ, ví dụ những phần máy như thế này nè, nó chỉ có tầm 910.000 mà 5 năm nha, mình chỉ tính bảo hành 5 năm thôi, còn nếu mà hơn bảo hành nữa thì 5-7 năm, 10 năm là có thể xài được bình thường, giống như những dòng máy bà con mình thấy rồi đó, xài cả chục năm vẫn xài tốt. Thì tính 5 năm thì mỗi năm như vậy chúng ta chỉ tốn có 90.000, tức là mỗi tháng tốn có 10.000, tầm 10.000 cho một cái chưa tới ly cà phê, thì chúng ta có thể theo dõi bệnh cho cả nhà luôn. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha, tạm biệt và hẹn gặp lại.